Video thứ hai hỏi đáp và trả lời tất cả những chai hoa mà các anh em muốn. Let's go. Bạn Quang Lê WG3OD có hỏi mình rằng một chai nước hoa dành cho du lịch cho nam giới tầm 30 tuổi. Và câu trả lời của mình đó là anh em có thể tham khảo Paco Rabanne Invictus, một chai nước hoa có thể gọi rằng một trong những chai sử dụng trong phạm vi ngoài trời, chất rất là phù hợp với cái tông mùi ngọt của Ambrosan. Nó khi mà các anh em xịt trong không gian hẹp thì chúng ta có thể thấy rằng nó hơi khó chịu, nhưng khi mà chúng ta xịt ví dụ như đi biển hoặc đi ở một cái không gian rất là rộng thì Paco Rabanne Invictus này, Dior Homme Sport bản 2017 nó rất là phù hợp. Do vậy bất kỳ một anh em nào mà chúng ta có một cái sở thích đi du lịch hoặc là hay phải đi công việc ở trong một không phạm vi không gian ngoài rất là rộng rãi thì chúng ta có thể tham khảo một số ở đây, ví dụ như là Paco Rabanne Invictus hoặc là Dior Homme Sport. Bạn Vinh Đỗ 1648 có hỏi mình rằng nam 37 tuổi có thể sử dụng chai nước hoa Black Orchid của nhà Tom Ford hay không? Câu trả lời của mình rằng khi mà chúng ta sử dụng chai nước hoa này thì cái vấn đề độ tuổi nó không phải là cái điểm quan trọng, mà ở đây chúng ta phải có một cái sự tự tin rất là lớn, bởi vì đây là một cái mùi hương, nó có một cái gì đấy nó hơi sexy, nó có một cái gì đấy nó hơi hoang dại. Do vậy người xịt bản thân sẽ phải có một cái sự tự tin rất là lớn đó, chúng ta phải đè lại cái mùi hương này chứ không phải để cái mùi hương này nó bem lại mình. Và nếu như chúng ta có một sự tự tin như thế thì Black Orchid nó sẽ giúp cho chúng ta, nó giống như kiểu là 50 sắc thái, một cái gì đấy nó rất là mình nghĩ rằng là cũng gây được một cái sự tò mò cho các chị em. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là chúng ta phải có một cái sự tự tin rất là lớn. Bạn Đỗ Trường Đông 96 hỏi mình rằng anh đánh giá thế nào về MFK Alarose? Câu trả lời của mình đó là nó ngon, một cái mùi hồng tươi. Tuy nhiên có rất nhiều những cái option, có rất nhiều những cái sự lựa chọn khác mùi hồng mà anh em có thể tham khảo. Còn Alarose không phải là chai mùi hồng. Có phải nó thế nào nhỉ? Bằng mọi giá chúng ta phải sở hữu thì là không. Nó ngon nhưng không phải là một chai nước hoa bằng mọi giá chúng ta phải có. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể là Dietrich Rose, Rose hoặc là Paul Smith Rose đó. Những cái chai nước hoa đấy mình nghĩ rằng nó cũng hoàn toàn là để cho các anh em có thể tham khảo, chứ không nhất thiết phải là Alarose là must buy kiểu như vậy. Bạn Thi Toàn Happy Wedding có hỏi mình rằng là sử dụng một chai nước hoa mùa hè đang phân vân giữa Dior Homme Cologne và Acqua di Gio Profondo. Thì câu trả lời mình là mình thiên về Acqua di Gio Profondo, bởi vì về cái hiệu năng mùi, về cái mùi hương đó, nó hợp với mùa hè Việt Nam hơn. Dior Homme Cologne thì không phải nói rồi, đấy là một cái chai rất là tiêu biểu cho mùa hè. Tuy nhiên về cái hiệu năng mùi của nó thì nó rất đáng quan ngại đó, cho nên mình thích Acqua di Gio Profondo hơn. Bạn Phạm Anh Tú 8296 hỏi mình rằng một chai nước hoa có cái style giống như Frederic Malle Merce Ravagel. Câu trả lời của mình đó là một sản phẩm của nhà Le Bolario và nó có tên Mejares. Nếu như các anh em nào hay xem trên Fragrantica thì chúng ta đều đã biết rằng đây là chai nước hoa mà được so sánh khá nhiều với sản phẩm của nhà Frederic Malle. Cho nên nếu như mà chúng ta không đủ tiền mua dòng sản phẩm đắt đỏ của nhà FM thì chúng ta có thể tham khảo Le Bolario Mejares đó, một cái chai nước hoa mà cũng có cái phong cách mùi, có cái style giống như sản phẩm của nhà FM. Bạn Leonard WW3BM có hỏi mình rằng một chai nước hoa sử dụng cho văn phòng và không cần quá nồng, mát nhẹ, lưu hương chỉ tầm 4 tiếng. Thì cái câu trả lời của mình rằng là chúng ta không nhất thiết phải mua những chai nước hoa 3-4 tiếng, bởi vì thực tế là bây giờ có rất nhiều những chai nước hoa sử dụng cho văn phòng và cái độ lưu hương của nó cũng rất là tốt. Ví dụ như ở đây đó là Prada L'Homme, rất là tuyệt vời, tông hoa diên vĩ, hoặc là Hermes H24, một cái tông mùi có thể gọi rằng là sinh ra để sử dụng trong môi trường không gian hẹp đó. Thì chỉ với hai sản phẩm này chúng ta đã sở hữu một bộ đôi sản phẩm dành cho văn phòng, hiệu năng mùi tốt, mùi hương nhẹ nhàng và chắc chắn rằng nó sẽ không gây khó chịu cho mọi người khi mà chúng ta sử dụng. Bạn HICX6CG có hỏi mình về chai nước hoa H24, anh cảm nghĩ như thế nào và có thể sử dụng được trong mùa hè miền Bắc hay không? Thì chắc chắn rồi em, đây là một chai nước hoa mọi em hoặc tất cả các anh em đang quyết định tìm hiểu chai nước hoa này, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng mùa hè miền Bắc này, bởi vì tông mùi của nó rất là nhẹ nhàng và cái nữa là hiệu năng mùi của nó rất là tốt. Do vậy nếu như mà ai đang lăn tăn về chai nước hoa này thì
thì không cần phải suy nghĩ. Đặc biệt là các anh em nào chuộng cái style văn phòng lịch sự ấy, kiểu áo sơ mi, sơ vin thì chúng ta không phải xoắn, hạ tiền mà mua thôi. Bạn Dandy 2005 của mình giới thiệu cho em một số chai nước hoa sử dụng nốt quế. Thì ở đây, thật ra nốt quế cũng rất là nhiều chai, tuy nhiên ở đây anh sẽ lựa cho em 3 cái option. Đầu tiên, nếu như mà em có tiền thì có thể tham khảo Kilian Angel Share, một chai nước hoa có sử dụng nốt quế tuyệt vời, rượu nữa. Nói chung đây là một chai mà anh đánh giá rất là cao của nhà Kilian. Hoặc đó là Chanel Agoste. Nếu như mà em đang theo đuổi một cái phong cách classic thì sản phẩm của nhà Chanel chắc chắn là hợp với em, bởi vì nó là có quế, gỗ đàn hương rất là ổn áp. Và cái nữa là một chai nước hoa có thể là khá xa lạ với các anh em, đó là Wolf Cortisan. Đây là một chai nước hoa có sử dụng nốt quế, đinh hương, vani rất là tuyệt vời, rất xứng đáng để sở hữu. Tuy nhiên thì sản phẩm này có thể là hơi xa lạ, nếu không muốn nói là rất là xa lạ đối với các anh em. Tuy nhiên đây là một chai nước hoa dùng nốt quế rất là ổn áp. Đó thì ba chai nước hoa em có thể tham khảo. Ngoài ra thì rất là nhiều, em cần gì thì em cứ inbox anh. Ok, tên là ZW8VM của mình rằng theo anh độ đa năng của mấy chai nốt hương rượu như thế nào ạ cho nữ dùng. Thì câu trả lời của mình đó là nốt hương rượu sử dụng trong kể cả nước hoa nam hay nước hoa nữ nó quá là đa dạng. Ví dụ như mà chúng ta thích một cái phong cách bí ẩn, một cái gì đấy nó hơi nó sẽ là nhầm với cô, giống như kiểu cô gái bí ẩn, gây cho một người ta cái sự tò mò về phong cách, thì ví dụ như là Cartier Le Bezier du Dragon, nụ hôn của rồng đó, hoặc là một cái gì đấy nó hơi ngọt ngào, nó hơi cái gì đấy nó hơi quyến rũ, thì Kilian Angel Share đó. Nói chung nốt quế là một cái nốt hương mà nếu như nốt rượu, kể cả trong nước hoa nữ cũng thế, nó có một cái sự đa dạng về phong cách rất là nhiều. Và tùy theo cái phong cách của em đang muốn hướng tới thì em nên tìm hiểu chọn một cái chai nước hoa nào mà nó phù hợp với em đó. Bạn Vinh Lê HL6IC gọi mình là chai nước hoa Frank Bocklet Cocaine. Đây là một chai nước hoa sử dụng theo một cái thiên hướng white flower, nước hoa trắng. Thì để một cách dễ hiểu cho em ngửi cái mùi hương bánh khảo như thế nào, thì chai nước hoa Cocaine nó sẽ có một cái kiểu style như thế. Từ nơi cảm nhận của anh cho nên đi ra ngoài mua một cái bánh khảo và về ngửi thử xem như thế nào. Ok, Huy Lê XB3WS có hỏi mình chai nước hoa Vetiver nào ngon vậy. Bạn ấy thích Vetiver Extraordinary nhưng mà đắt quá. Thì thật ra để mà nói nó rất là khó nói là ví dụ chai này là ngon nhất, không bao giờ, còn tùy theo cái cảm nhận của mỗi người. Nhưng ở đây nếu như em thích Vetiver thì em có thể tham khảo Tom Ford Grey Vetiver, rất là ổn áp. Monte Red Vetiver, một cái chất cay nồng rất là ok đó. Hoặc nếu như mà em không có điều kiện về kinh tế thì em có thể tham khảo chai nước hoa gì nhỉ, tự nhiên anh quên mất rồi, nó có tên là Sunrise Vetiver, không nhớ là sản phẩm của nhà nước hoa này, tự nhiên quên tên, anh sẽ để tên ở đây. Thì đấy cũng là một cái chai vetiver tông rất là ổn áp đó. Em có thể tham khảo ba chai nước hoa: Tom Ford Grey Vetiver, Monte Red Vetiver và Sunrise Vetiver.